Phương là giáo. Hello anh em. Nay Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cái hệ thống của một cái tầng của trong một tòa nhà ha. Xe bỏ qua người khác nói, hôm nay xe có công nghệ mới ra nhưng mà chưa tìm hiểu sâu nên chưa biết gì. Hôm nay chúng ta nói về tòa nhà đi. Thì hôm nay mình muốn nói cho các bạn về tìm hiểu thử các bạn mới ra trường ha, chứ mình cũng không có dám múa qua mấy anh. Thực sự là mấy anh làm nhiều thì Phương không dám, chỉ Phương chỉ giới thiệu cho, mong muốn cho các bạn giống như hồi xưa Phương á, lúc mà mới ra trường á cũng muốn tìm hiểu về cái trong tòa nhà nó có cái gì trong đó lắm. Rồi để cho một phần là mình nắm, một phần là mình có kinh nghiệm mình đi phỏng vấn ha. Chứ cũng không có, Phương làm video là cũng không có gọi là giới thiệu tòa nhà kiểu gì cái gì. Thì hiện tại thì Phương đang đứng ở một cái tầng. Thì trái tầng này hệ thống điện nó, hệ thống nó gồm có cái gì để cho mình quản lý, để cho mình gọi là bộ phận kỹ thuật chăm sóc ha. Thì trước tiên là Phương xin giới thiệu là cái phòng kỹ thuật, rồi sau đó là Phương giới thiệu lần lần ra ha. Thì phòng kỹ thuật nó gồm có cái gì và tại sao lại nó là quan trọng của một cái tầng và không được ai vô ngoài anh em kỹ thuật, mà có các bản báo là cấm đi vô ha. Rồi giờ Phương quay nha. Thì giờ bắt đầu đây. Thì đây là cái thang máy của một cái tầng ha. Hiện tại Phương đang đứng ở đây là tầng tầng 5 của tòa nhà Phương, 12 lầu một trệt ha. Đại Vương đang đứng ở tầng 5, sẵn tiện đứng đây cái thấy nghỉ nghỉ làm ra cái video rồi đứng đây làm luôn. Tại vì đa số là tòa nhà cái tầng nó giống nhau nên là Phương chỉ quay một tầng, và thêm hung lắm nữa thì Phương sẽ quay thêm một tầng nữa. Tại vì cái tủ điện cái tầng nữa thì nó có gì khác không thì Phương sẽ quay thêm một tầng nữa thôi ha. Thì giờ Phương vô đây, đây này thang máy thôi. Đây đây là cái cổng vô trong cái phòng tủ điện. Đây Phương đã mở sẵn luôn rồi ha. Chứ bình thường nó sẽ là như vậy nè. Đó, khu vực nguy hiểm không cần sự cấm vào. Ở đây là cũng có chìa khóa luôn. Tất cả mọi người không được xâm nhập vô trong cái phòng này khi chưa có ý kiến và giấy xin phép từ ban quản lý ha. Và vô đây phải có anh em kỹ thuật đi theo. Đây là tại vì phòng kỹ thuật nó cũng không có gì, nhưng mà đây là hệ thống điện của tòa nhà và nó cũng là một cái hệ thống điện của một cái tầng nên nó hơi khá quan trọng. Đây thì đây phòng kỹ thuật nói nôm na thì nó cũng tùy theo tòa nhà nó mới cái rộng hay không rộng gì tính sau đó. Thì nhưng mà bên tòa nhà của Phương là vậy đó. Đó Phương hơi lấy xa xa ra cho anh dễ xem đó. Thì chủ yếu là cái tủ kia đó, cái đó là tủ điện chính của tầng này. Thì Phương xin phép được quay cận ha. Đó. Ở ngoài thì nó cũng không có gì ngoài cái thông số hiển thị 3 pha đỏ vàng xanh chấm hết ha. Cái này coi anh em đi có thể là kiểm tra mau nhìn vô coi cái mức pha nào không. Nhưng mà mất pha cũng chưa hẳn, tại vì nó là cái cầu chì, lỡ hư cầu chì sao đứt cầu chì hoặc đứt bóng ha, mình phải kiểm tra tiếp. Nhưng mà cái đó là cái thao tác đầu tiên để anh em đi kiểm tra kỹ thuật. Rồi tiếp theo mình giờ mình mở tủ ra. Rồi thì trong tủ đây nó đây là những cái để đấu qua cái đèn thôi. Đây trong tủ nó gồm có cái gì thì nó khóa cửa rồi, thì giờ Phương mở cửa ra. Đây hệ thống điện. Nó nôm na là hệ thống điện. Đây, Phương quay xa xa xíu cho anh em xem nha. Đó. Phương cái này khúc này mình quay đứng nha, tại cái điện thoại của mình nó không có nhỏ được nên mà xin phép quay đứng để cho nó lấy cho nó hết cái cảnh. Đây, anh em có thể thấy không? Đó. Thì đây là một cái tổng quan của một cái tủ điện tầng ở bên mình. Nó đồng hồ CP tá lạ, thì chút xíu mình sẽ giải thích cho các bạn mà
đang muốn tìm hiểu các bạn nắm ha, tại sao có nhiều đồng hồ như vậy, tại sao nó có nhiều CP như vậy, để làm cái gì ha. Rồi giờ bắt đầu mình giới thiệu từ trên xuống dưới. Đây đây là cái đồng hồ tổng của một cái tầng ha, đồng hồ tổng của một cái tầng xài bao nhiêu cái điện. Tầng này là biết là đây, đây là CP tổng của một cái tầng, tổng tầng nha, mình đang nói là tổng tầng nha. Tầng này nếu mà cúp cái rụp xuống là coi như là mất điện hoàn toàn ha. Đây và đây là thanh nguội, và đây là những cái cầu chì mình nói nè, đấu qua cái cho những cái đèn này nè. Bây giờ nếu mà nói cái đèn nó sáng á, chưa chắc gì đã hư, trừ khi đã cái chưa chắc gì nó mất một pha hay gì đó, cái coi lại phía kiểm tra đầy đủ hết, nhưng mà cái đó gọi là thao tác đầu tiên mình đi kiểm tra thôi ha. Đây mình sẽ nói tiếp theo. Và đây các bạn thấy không, nó có thêm hai cái đồng hồ nữa và mấy con CP nữa nè. Thì đây là cái gì? Đây đây là mỗi khách hàng nè, các bạn nhìn vô đây nè, các bạn thấy nè, đó có bao nhiêu cái đồng hồ ngoại trừ cái đồng hồ chính đó, đó là cái bao nhiêu khách hàng của cái tầng này. Tầng này hiện tại là có hai khách sàn mình này, có hai khách họ mướn cũng full, mỗi mỗi khách chia nhau nữa đó. Thì đây đây là một khách, đây là một khách, nhưng mà đồng hồ không chưa đủ, đồng hồ chỉ là đo đếm thôi. Đo đếm là để làm chi? Là để cho anh em á đi ghi điện theo cái khung giờ cao điểm thấp điểm này nọ. Thì đây mà để mình quay cái ghi điện cho anh em coi nha. Hôm nay cái giọng mình nó hơi khàn nha. Hay nè, anh em thấy không? Đó, đây là những cái khung giờ người ta gọi là cao điểm, thấp điểm với trung bình nè. Đó, nãy mình mới đi ghi xong rồi. Hôm nay mình trực ca đêm giùm cho ông anh nên là sẵn tiện làm mấy cái clip review cho các bạn coi cho nó dễ thấy. Đó. Bây giờ thấp điểm nè. 22 giờ đến 4 giờ. Giờ bình thường 4 giờ đến 9 giờ 30. Giờ cao điểm 9 giờ 30 đến 11 giờ 30. Đó, nó chia làm giờ lại tiếp. Giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ bình thường đó. Đây nè, ở cuối tháng cái này mà sau khi đó thì mình nộp về bên bên chỗ bên kế toán tổng hợp lại tính tiền cho khách đó. Anh em mình đều ghi nè, cái giấy hồi nãy mình mới ghi xong nè, 10 giờ mình đã ghi xong rồi nè, nay mình đã trực trực giùm nên phải ghi nó ha. Đó là đúng giờ đúng để ghi điện đó. Mỗi mỗi văn phòng công ty nè, thấy không, tháng nè, tầng nè, văn phòng công ty nào nè. À, giống như cái tầng này mình đang ở tầng 5 đúng không? Đây, mình sẽ lật cho các bạn coi ở tầng 5. Đây. Tầng 5 của mình á là đang có BIM. Tháng 5 nè, tầng 5 nè, đang có BIM. Thì hồi nãy mình ghi rồi nè. Mà thấy không? Phải ghi cho đúng giờ nha, đó ha. Đây. 1 6 2 3 4 8. Đây. Giờ ban đêm nên nó chạy rất ít đó, 1 6 2 3 gần lên 49, anh em có thể thấy không đó, nó dễ. Và nó đây, và tiếp theo một thằng nữa, thằng năm của mình thầy có hai thằng mà, thằng năm nè đúng không, anh em thấy không, rồi EOMS thằng năm đó. Và đây nè, mà mình mới ghi xong, mới ghi xong nè đó. Bên công ty này thì rất tốt, đi về là off hết điện luôn. Công ty này không có server nên là họ off hết điện luôn cho nó an toàn và tiết kiệm điện nữa, và rất tốt. Đó, mày có thể thấy đó. Đây. Ha. Mày có thể thấy không? Vừa điện, vừa đó. Thì mình có thể hình dung được câu chuyện. Rồi. Tiếp theo CP, CP này là của từng 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 công ty nè đó, hai CP này là của hai hai cái công ty này này đó. Nếu có chuyện gì thì mình off con CP này hoặc là off CP này của công ty nào đó. Thì đây nè, tụi mình đã biết hết công ty nào thì tụi mình nắm, chứ không nắm off loạn chết luôn á ha. Này do đã nắm rồi nên anh em không có ghi, tại anh em nó làm lâu rồi, đa số là làm lâu rồi hiểu hết rồi, nhìn vô là phát một là biết hả. Các bạn có thể hình dung không? Này tiếp theo
những cái này. Các bạn thấy chưa? Đây, thì hình dung như vậy nè. Đây là những cái CB nó dư, tại hồi xưa câu móc gì đó nhưng sau này không không sử dụng nữa nên là dư, nên cứ để đây, để sẵn đây, cần gì thì làm tiếp. Đây cũng vậy. Và nguyên cái lọt dưới này. Và đây. Và đây á, thì đây là con CB tổng. Tổng nó lấy nguồn từ ở trên cái con CB tổng này. Tổng của tầng. Tại vì á, biết sao không? Ở khách vô á nha, mình xin nói lại nha. Ở khách vô là ở trong cái tủ của mình nó chỉ có một đồng hồ một CB, là cái đó là một công ty. Cứ một đồng hồ một CB là một công ty. Còn lại là đó là của bên tòa nhà đó. Thì đây, bên tòa nhà phải có chứ, cái tầng của mình đây anh, các bạn nghĩ đúng không? Cái tầng thì phải có xài điện. Đúng chưa? Phải có xài điện. Nếu điện nó gồm cái gì? Gồm có đèn, ổ cắm, máy sấy, mấy loại này nọ, máy sấy tay rồi đó. Tòa nhà văn phòng thì phải có máy sấy tay. Rồi thậm chí là cái chỗ khác thì nó gồm có cái mấy cái máy bơm này nọ. Thì đây, đây là công CB tổng không nói nha. Và nguyên cái lọt này nè, đó là nó là đèn exit, đèn emergency, ổ cắm, đèn mét 2, đèn hành lang, các kiểu, kính thưa các loại đèn, kính thưa các loại ổ cắm. Nó nằm ở khu vực công cộng, đó là của mình. Còn cái khu vực nào mà khách mà họ che lỡ á, thì cái đó được gọi là của khách. Cái nào mà không phải khách che lỡ, đó là của mình, thì nó mình sẽ câu móc hết vô trong cái lọt này. Ha. Không sao nè, câu hết vô lọt này thì anh em nó đến nó nhận biết thì nó đánh dấu ở đây nè, chứ không đánh dấu ở trong đó. Bạn thấy không, like nè, đèn nè, đèn đèn nè, đèn nè, ví dụ như đèn exit nè, ổ cắm nè, spare nè, tổng nè, hết không, có hết chứ không phải là không có ha. Do mình quay ở trong đây thôi. Rồi để tránh cho anh em nhàm chán thì video của mình á là giới thiệu về tủ điện chính của tầng thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Video sau mình sẽ giới thiệu tiếp về cái còn cái hệ thống gì ở trong cái phòng này nữa thì mình sẽ giới thiệu tiếp. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Rồi nếu cảm thấy thích thì hãy ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mọi người dắp máy bay.